em kênh YouTube Máy Công Cụ Cuối Cùng. Xin kính chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu có con máy điện hiệu Casino đầu vuông, thì con này mới về. Giờ em xin review cho bác xem. Nếu mà bác nào cảm thấy ưng ý và vừa lòng vừa mắt ấy, thì liên hệ với em rất giá. Còn bác nào không vừa lòng vừa ý thì cho em xin một like. Đây, bây giờ em bắt đầu bước vào những bước cơ bản của máy. Thì trước hết em phải nói là con này là sơn quét nhé. Tại sơn bên Nhật thì zin, nhưng mà nó vẫn quét phủ qua một cái lớp gọi là lớp sơn quét cùng nhà xưởng rồi. Thế con này em chưa lau chùi trà rửa nhá. Em vẫn máy mới về thì em vẫn up video lên cho bác xem là biết là máy mới về thôi. Còn mấy ngày nữa em sẽ trà rửa dọn dẹp cho sáng bóng lên, rồi em sẽ quay lại video cho các bác xem. Thì kiểu gì đi chăng nữa thì em cũng phải là làm cho máy là trắng bóng sáng sạch sẽ thì em mới giao cho các bác được, chứ không có dao mà máy mà để dơ bẩn như này đâu. Đấy, quan trọng là băng biếc còn êm còn đẹp, tất cả mọi cái còn mới. Quay được không? Em quay ra là để cho các bác xem là cái băng có bị làm sao không, và vít me còn đều hay không, và độ dơ của cái này còn nhiều hay không. Đấy, thì bây giờ em xin nói nhé, cái băng này là sờ tay là không có gợn nhé, băng sờ tay không có gợn nhé, từ đầu đến cuối nhé. Tại vì máy mới về nên là nó có những cái hạt nước mưa ở trên đó, nên là em chưa có lau từ sáng rồi. Thì tốc độ đang chạy ở đây là em để tốc độ chạy 1000 vòng phút. Nói chung con này máy chạy êm. Rồi bây giờ em sẽ cho chia cái 40 nhé, tốc độ 40 chạy nhé. Em sẽ chạy cho bác 40 được. Thắng lại này, thắng lại là đứng nhá. 40 đây, để đây. Rồi, xong được 40 ha. Đây, 140 vòng phút rồi. Thì con máy này nó có cái hay là có chế độ nhấp ở đây nhá. Khi mà bấm nhấp để và thử vào số nhá. Đấy, thì nội dung thì nó là như vậy. Đây. Thì để em cho nó xem cặp đẹp hay không nhá. Bấm cặp này thì quá chuẩn nhá. Rất chuẩn nhé. Con cặp này chuẩn, chấu chuẩn ha. Chấu những cái me này là còn rất mới này. Quan trọng là chấu và me chấu còn rất là mới là ok ha. Đấy, thì em cũng xin giới thiệu các bác là để em quay số lớn hơn. Con này 1500 vòng phút thì con này ok nhá. Nghe tiếng gió bằng cặp hay không ạ? Đấy, tốc độ này là 1500 vòng phút nhá, số lớn này các bác ạ. Nói chung một con như thế này chuẩn. Rồi, bây giờ em sẽ cho các bác xem số khác ha.
Rồi tạt thắng lại ha. Rồi bây giờ em sẽ chạy bước là 200. Rồi. 225 nhé. Rồi. Em sẽ ngưng lại ha. Rồi. Em chạy cho các bác là bước 560 này nhé. Em chạy 560 này. Chạy 340 đi. 34 này. Giờ em chạy 34 ấy, em để chế độ này em chạy tự động cho bác xem ha. Gạt tự động. Quay. Rồi, từ từ em sẽ đảo chiều quay trên này nhé. Rồi. Thắng lại này. Thắng lại này. Đảo chiều quay đây này. Rồi. Bật lên này. Đây ha các bạn. Đây là chạy tự động nhé. Em đổi chế độ tự động trên. Nội dung con này còn rất chuẩn. Riêng về băng bi thì rất là chuẩn. Rồi để em sẽ liên hệ cho bác xem ha. Cái độ dơ của con này như thế nào. Bây giờ em sẽ dừng máy ha. Xin phép dừng máy ha. Con này em xin nói với các bác là không có độ dơ tí nào nhé. Không có một tí nào dơ luôn. Quay là nhích ha. Quay là nhích ha, đây. Con nào có dơ em nói là dơ, nhưng con này quay là nhích ha. Quay là nhích nhá. Con này không có độ dơ tí nào. Nghĩa là em nói là con này nó băng bi rất là chuẩn ha. Phải nói là cực kỳ. Đấy. Thế bây giờ bắt đầu bước vào phần kích thước. Đưa em kích thước này. Con này nó là 860 ha. Thì bây giờ em đo mâm cặp ha. Mâm cặp con này là 230. Kích thước của mâm cặp. Còn kích thước của qua băng ha. Qua băng con này là 260, tức là được 520 nhé. 260 tức là được 520 nhé. 520 qua băng. Và bây giờ xin giới thiệu là qua bàn giao. Qua bàn giao là 130. 130 tức là được 300 nghĩa là được 260 thôi. Con này được 260 nhé. Đường kính 260 nhân 860. Con này là qua bàn giao. Thì mọi cái thì em kiểm tra thì con này còn riêng phần cơ thì rất là cứng. Đấy, ADF gì đó thì trời nhá. Thì con này của nó năm 1977. Con này sản xuất năm 77. 77 ở đây tức là phải cộng với 25 năm Nhật Hoàng nữa. Thì 77 này, 87 này, 97. 97 nó là 77 87. 77 này, 87 97. Tức là con này nó rơi vào cỡ đời 97 hay sao ấy, 25 năm Nhật Hoàng thì đó. Nội dung Wasino đầu vuông. Đời mới. Rồi. Em sẽ công tắc kích thước của cái lỗ nhé. Lỗ con này 60 chứ các bác. Đo thử xem 55 hay 60 đây. 55 hay 60. Lỗ con này 55 nhá. Em đứng ở đây em đến trực tiếp thì em đoán khoảng 55 nhá. 55. Thường là nó khoảng 60 chứ 55 rồi.
nội dung, máy đẹp, chuẩn chỉ. Để em đi hết một vòng máy cho bác xem ơi. Wasino đầu vuông. Đẹp hơn. Rồi, ai làm em này liên hệ em nhé. Con này em bán giá 95 triệu khởi điểm. Bác nào chốt con này thì liên hệ với em sớm nhé. Dạ. Con này 95 triệu nhá, Wasino đầu vuông nhá. Em cảm ơn các bác đã quan tâm tới video của em. Bác nào xem thì like cho em một like. Còn nếu mà chưa đăng ký thì cũng cho em một like nhé. Em cảm ơn các bác đăng ký kênh này, ủng hộ em. Kênh này là máy công cụ Đức Tùng, chuyên test những máy hàng bãi, hàng Nhật. Cảm ơn các bác đã quan tâm tới video của em nhé. Đây, địa chỉ của em này, 178 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Đức Tùng, số điện thoại 0938 312 207. Em còn rất là nhiều máy khác nữa nhưng mà em cũng chưa kịp làm video. Đấy, còn xe nâng các kiểu rất hàng dài ngoài kia. Em còn rất là nhiều máy nhưng mà em phải có thời gian em test từng con một cũng đó. Em cảm ơn các bác đã quan tâm tới video của em nhé.